Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sa thú, nay chúng ta tiếp tục học cái đề tài suốt trong mấy ngày qua, tức là về sắc pháp. Để mở đầu, sư kể quý vị nghe câu chuyện cho nó nhẹ nhàng chút. Từ sáng giờ thấy nắng nôi mệt vất vả không? Rồi nhất là buổi sáng học này toàn là giáo lý, rồi là phương thức, rồi lạc bữa cái bằng lạc giữa rừng rậm. Sư để ý giảng rồi thấy có rất nhiều con mắt nai vàng ngơ ngác, tôi biết rồi. Thành thử ra cũng giờ giảng lại chút xíu. Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn là hai vị tri kỷ ở bên Tàu. Tô Đông Pha là bộ trưởng bộ lễ, tức là tương đương với bộ giáo dục. Và Phật Ấn là nhà đại thiền sư nổi tiếng. Một bữa hai người rủ nhau đi ngồi thiền. Sau khi ngồi thiền xong, Ngài Tô Đông Pha mới hỏi Ngài Phật Ấn: "Thế thì Ngài thấy tôi ngồi thiền giống ai?" Ngài thấy tôi ngồi thiền giống ai? Thế thì Ngài Phật Ấn trả lời: "Ta thấy Ngài ngồi thiền giống Phật." Thế là Tô Đông Pha đắc ý, được người ta khen mình là ngồi thiền giống Phật. Thế được, cũng nhân cái dịp đấy, Ngài Phật Ấn mới hỏi lại Ngài Tô Đông Pha: "Vậy chứ hiền giả thấy ta ngồi thiền giống ai?" Mà Ngài Phật Ấn thì tướng hơi lùn, xin lỗi, hơi thấp, và ưa mặc cái áo xanh lá cây ở trong rừng mà. Thế thì Ngài Tô Đông Pha phát biểu liền: "Ta thấy Ngài ngồi thiền giống bãi cứt trâu." Lâu quá mới có dịp trả thù mà. Tại vì ông này ông chê cái ông Tô Đông Pha là tu hành không có ra cái gì hết đó. Tu bê bối. Tô Đông Pha là nhiều vợ lắm, không biết bao nhiêu vợ, hầu thiếp này kia đủ thứ, bê bối. Cho nên ông này ông có đi tu mà ông nhiều vợ vậy, làm sao ông tu? Cách này cách kia xiên xỏ hoài. Tô Đông Pha nhân cơ hội này trả thù: "Ta thấy Ngài ngồi thiền giống bãi cứt trâu." Tại vì tướng của ông hơi thấp, rồi lại mặc cái áo xanh thì nói vậy. Ngài Phật Ấn cười không nói gì hết đó. Thế Ngài Tô Đông Pha đắc ý lắm, về nhà khoe với tiểu muội. Tiểu muội tiếng Tàu nó có nghĩa là thứ thiếp. Quý vị biết thứ thiếp không? Là vợ nhỏ. Ở đây nói vợ nhỏ biết không? Vợ lẽ. Hiểu không? Rồi. Nói vợ nhỏ không biết nữa. Vợ lẽ mà không biết nữa. Không biết cái danh từ gì để nói. Không phải vợ chánh. Một vợ chánh và nhiều nhiều vợ nhỏ. Nói vợ nhỏ chứ nó cũng to con lắm. Nó cũng nhỏ. Thế cái cô tiểu muội này rất là thông minh. Có nghe Ngài Tô Đông Pha về nói: "Kỳ này ta hạ được cái lão già đó. Ta chê lão mà lão không nói được một câu gì hết." Rất là đắc ý. Tiểu muội mới nói: "Đâu thì huynh nói lại cho muội nghe để cầu đôi câu chuyện sao."
Tô Đông Pha kể lại câu chuyện y như vậy. Tiểu muội mới nói như thế này: thế thì anh thua cái lão ấy chứ, ngài Phật Ấn chứ, làm sao mà anh thắng được? Tô Đông Pha nhất định cãi: mà ta nói ông im lặng, ông không có dám cãi một câu nào hết, ta chiến thắng mà, tại sao nói là ta thua? Tiểu muội mới phân tích: này nhé, khi anh nói rằng anh nhìn thấy ngài Tô Đông Pha như bãi cứt trâu, ngồi thiền như bãi cứt trâu, mà trong khi ngài Tô Đông Pha nhìn thấy anh ngồi thiền như Phật. Hả? Không có lộn. Ngài Phật Ấn nhìn Tô Đông Pha ngồi thiền như Phật, mà ngài Tô Đông Pha nhìn ngài Phật Ấn ngồi thiền như bãi cứt trâu. Thế thì cô tiểu muội phân tích, trong con mắt của anh á chỉ thấy bãi cứt trâu, còn trong con mắt của ngài Phật Ấn chỗ nào cũng là Phật. Trong con mắt của người Phật có cái Phật tánh rồi, đã trọn vẹn rồi, thanh tịnh rồi, thì nhìn chỗ nào cũng thấy Phật. Mà con mắt của người phàm phu á, tức là con mắt cứt trâu á, nó nhìn đâu nó cũng thấy bãi cứt trâu. Nó nôm na như vậy. Sáng này đó chúng ta học biết sắc pháp gồm có sắc, gồm có đất nước gió lửa. Nhưng mà đất nước gió lửa nó còn bao gồm quá khứ, hiện tại, bên trong, bên ngoài, các cảm giác, các suy tư, các nhận thức, các kiến thức tích lũy, và nó tạo nên một cái sắc pháp hoàn toàn không giống ai hết. Và cái sắc pháp đó xác nhận sự hiện hữu, và hễ có sự hiện hữu thì có thủ, hữu thì thủ, thủ thì sanh tử ưu bi khổ não, thập nhị nhân duyên nó xoay. Hễ có hữu thì có thủ, xác nhận sự hiện hữu là lập tức có thủ, tức là giữ, giữ cứng ngắc này, chấp thủ. Mà có chấp thủ thì tiếp tục đi tái sanh. Thế thì câu chuyện nói cho chúng ta biết, cái sắc pháp á, nó không phải là nằm bên ngoài. Tại vì hai ông ngồi thiền thì ngồi thiền chứ. Mà tại sao một ông nhìn thấy ông kia giống Phật ngồi, còn ông khác thì lại nhìn thấy người ta cũng ngồi thiền mà lại nó ngồi giống bãi cứt trâu? Cái tâm sân si, cái tâm thù hận làm cho cái nhìn trở thành nó biên kiến. Còn cái tâm Phật là cái tâm á, chân thật, cái tâm lành, nói nôm na tâm lành, tâm hiền, tâm lương thiện, thì nó nhìn thấy cái gì cũng lương thiện, rất đơn giản vậy thôi. Cho nên á, Tô Đông Pha nhìn thấy toàn là bãi cứt trâu, trong khi ngài Phật Ấn nhìn chỗ nào cũng là Phật. Tối nay sư sẽ hỏi quý vị là trong con mắt quý vị nhìn thấy gì? Bãi cứt trâu hay là thấy Phật? Đấy, từ từ không? Trưa nay ăn cơm mà thấy cơm là trật rồi. Tối sẽ hỏi. Thế thì sắc pháp, cái sắc ngoại á, cũng như sắc nội. Sắc ngoại thông qua mắt, tai, mũi đưa lên hệ thống thần kinh, rồi nó quy đạp lại, lọc lựa để nó thành một cái sắc nội. Một cái sắc nội nó nằm trong cái tiềm thức. Và nó nằm trong tiềm thức cho nên nó trở thành nó chấp thủ. Nói rằng như thế là như thế, không có thể khác được. Sự chấp thủ cứng ngắc đấy, nó gọi là định kiến. Tức là tôi thấy như vậy. Tức là cái thấy đó bị nhiễm ô bởi các cảnh trần, bởi văn hóa giáo dục, bởi phong tục, bởi tập quán, bởi sống theo đám đông, sống theo môi trường, vân 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 vân, hàng trăm ngàn thứ trong ngoài nó kết tụ lại để thành ra một cái sắc pháp. Và cứ tin rằng sắc pháp là như thế, tức là ta là như thế mới là đúng. Tu kiểu như thế này mới là đúng, tu kiểu kia là sai. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật thì là sai, mà Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca mới là đúng.
rồi đi chỗ khác á, Nam Mô Tát Sa thì là sai. À, toàn là người này nhìn thấy lỗi người khác, chỉ trích người khác mà không nhìn thấy cái lỗi của mình. Đấy. Thế thì ta phải tu làm sao để cho con mắt của ta thấy chung quanh chỗ nào cũng là Phật. Mà thấy là Phật thì sao quý vị? Thấy chung quanh cái gì cũng là Phật hết thì sao? Mình thấy mình thấp quá phải không? Thấy ai cũng là Phật thì mình đâu có dám coi thường người ta. Tự nhiên mình dẹp được cái ngã mạn, dẹp được cái ngã mạn và tránh được cái oan trái. Có khi nào quý vị đi cãi lộn với Phật không? Quay qua bên hàng kế, ngồi kế bên cạnh đó, cái bà ngồi kế bên cạnh đó, bà đang là Phật đó. Bây giờ có quay qua cự lộn với bà không? Đâu có dám mà không? Tự nhiên cái tâm của ta nó lắng xuống. Tâm của ta cung kính đối với mọi người. Và ta khiêm hạ. Khiêm hạ như đất. Đó là cái pháp tu đấy. Đức Phật nói tu như đất thì thành tựu. Ngài La Hầu La nghe được cái câu đó, ngộ được cái chân lý đó. Tu có 12 năm chứng quả A-la-hán. Vào tăng đoàn 7 tuổi, tu 12 năm, tu cái mật hạnh của đất. Kham nhẫn, vui tươi. Ở trong lòng đất có gì? Có đất nè, có cây cỏ. Tức là cái tâm chúng ta nuôi dưỡng các sinh linh, các thiện pháp đều tăng trưởng. Phải không? Rồi đất có khi nào mà nhổ nước miếng xuống rồi nó nhổ lại không? Không. Kham nhẫn những lời khen chê mắng chửi. Rồi đạp chân lên đầu đất. Bò, chó, heo nó đạp đi hàng ngày, đất có phản đối gì không? Không phản đối. Tu cái hạnh như vậy. Rồi trong đất nó lại có dòng nước ngầm. Nước ngầm để nuôi dưỡng tất cả. Tâm chúng ta phải như cái dòng nước ngầm nuôi dưỡng. Lúc nào cũng mát mẻ. Rồi trong đất lại có cái gì? Các đồ đờ đá quý không phải không? Hột xoàn, rồi vàng, đều dưới đất chứ đâu, không lẽ moi trên trời. Tâm chúng ta cũng thế, tâm là người tu Phật phải có được những báu vật như vậy, và báu vật đó là từ bi hỷ xả trong cái tâm đó, tức là nằm ngầm dưới đất. Gặp ai giống như ở trong cái gì bên Bắc Tông nó có cái kinh Pháp Hoa, có cái phẩm là Thường Bất Khinh Bồ Tát, đến đâu ngài cũng nói con không dám coi thường các ngài đều sẽ thành Phật, con cung kính các ngài. Nếu chúng ta giữ được cái tâm như vậy, đối với con mình cũng không dám gây lộn nữa, biết đâu nó sắp sửa thành Phật, không? Thiệt, chớ lầm. Vua Tịnh Phạn làm sao dám coi thường Thái tử Sĩ Đạt Ta khi ngài đi tu rồi ngài thành Phật, phải không? Chớ coi thường con mình, nó đi tu rồi nhiều lúc nó thành Phật, mà mình oan trái với nó mình tội chết, không? Cho nên lúc nào mắt mình nhìn chung quanh đều thấy Phật, thì tự nhiên cái tâm ngã mạn mình bỏ. Không, gặp ai cũng cung kính các ngài đều là Phật sắp thành, nói con chỉ là người đi tu, tự nhiên mình khiêm hạ, không gây hấn với ai. Đó. Cái điều quan trọng ở đây là cái gì quý vị? Nếu thực hiện được như vậy, quý vị phá được cái ngã mạn. Mà phá được cái ngã tức là phá thân kiến ấy, là 1 năm 5 cái triển cái lớn để bước vào dòng thánh. Phá được thân kiến là phải chứng tứ đạo hoàn đấy. Phá được thân kiến là phải chứng tứ đạo hoàn. Thân kiến là ngã đấy, cái ngã chứ không có gì hết. Nói rằng ta có thật mà quán chiếu cho kỹ, nó là chỉ là đất nước gió lửa thôi, nó không có gì hết, và nó là những cái tạp nhạp, những cái thông tin bên ngoài gom lại hết tất cả, nó chỉ là sự rung động của năng lượng, nó không có cái gì hết đó. Quá khứ hiện tại rồi thực phẩm thức ăn rồi các thứ đều chỉ là năng lượng. Đó. Sư đề nghị quý vị trong lúc nghe pháp nên ngồi cái thân cho nó nghiêm túc, sư mới được phép giảng. Còn nếu quý vị thân mà không nghiêm thì sư sẽ không được phép giảng đâu. Giới luật Phật quy định một vị pháp sư mà nếu đại chúng không có cái tâm hoan hỷ nghe pháp thì không được phép giảng. Sư Chắc Ma mà có một lần nó có một vị á, ngồi bó gối lên đó, là sư đứng dậy sư không có giảng nữa đó. Tại giới luật Phật không cho phép. Quý vị hoan hỷ nha. Thế thì trong đời sống hàng ngày, mắt, tai, mũi, nghe, ngửi, nếm, tất cả đều tạo những sự rung động. Giáo dục, phong tục, tập quán đều đưa cấu thành một cái ngã.
Và nói nôm na nó chỉ là sự rung động của năng lượng. Nói theo ngôn ngữ bình dân nó chỉ là cái thùng rác. Đủ các thứ rác trong đó. Đúng sai phải trái khen chê hơn thua. Rồi buồn vui đủ các thứ mất còn. Đem nhét vào đấy. Rồi nghĩ rằng mình có hiện hữu. Tin rằng mình có hiện hữu. Tin rằng mình là A là B. Và nếu là A là B thì phải như thế này, như thế kia. Đấy. Và tất cả những cái đấy nó gọi là định kiến. Nếu đối nghịch lại sự định kiến ấy thì lập tức sanh ra đau khổ. Nếu có ai nói chê mình thì lập tức mình sanh ra đau khổ. Giả dụ quý vị ngồi thiền mà có người lại nói bà ngồi giống như bãi cứt trâu, cái tự nhiên buồn, buồn là sanh đấy, là rớt liền. Thấy không nào? Thế thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đóng bớt mắt tai mũi lại, nghe vậy đó, chuyện bình thường. Đức Phật bị người ta chửi suốt ngày mà Đức Phật còn hỏi này hiền giả, đâu có chửi mắng gì ai. Không, Bà La Môn đi theo Đức Phật rủa xả cả ngày rồi hỏi bộ ông điếc hay sao ông nghe. Đức Phật lúc bấy giờ mới nói này hiền giả, ví như ngươi có một món quà cho người khác mà người khác không nhận, món quà thuộc về ai? Vẫn từ tốn và vẫn kêu người ta là hiền giả, không giữ, tại vì không còn chấp cả âm thanh nữa, nghe mà không nghe. Tâm nó như vậy thì nó mới tu được. Phật còn bị rầy rà.